Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Cô Mẩy à, Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến với các bạn cách làm món cơm cuộn rong biển chiên xù hay còn gọi là kim bắp chiên xù Đây là đĩa cơm cuộn rong biển chiên xù mình vừa mới làm xong à, Vỏ bên ngoài nó vàng rất là đẹp và hấp dẫn, mùi thơm và rất là giòn nữa khi ăn các bạn có thể chấm với sốt mayonnaise hoặc là tương ớt à, đều rất là ngon Cơm cuộn rong biển chiên xù là một trong những món ăn nổi tiếng của ẩm thực Hàn Quốc. Nhưng mà hiện nay thì món ăn này đã trở thành món ăn quen thuộc và có mặt ở khắp các tỉnh thành của nước ta với nhiều những biến tấu khác nhau. Trong đó món cơm cuộn rong biển chiên xù là một biến tấu đầy mới lạ của món ăn này. Vậy cách chế biến như thế nào và chuẩn bị những nguyên liệu ra sao thì mình mời các bạn cùng vào bếp với mình để trổ tài làm món cơm cuộn rong biển chiên xù này nhé. Nguyên liệu trước hết là mình mua được một gói cái lá rong biển ở siêu thị mình ra siêu thị mình mua không biết là bao nhiêu lá nữa nhưng mà đây để đây để lát nữa là mình sẽ cuốn cơm mình có một nửa đĩa cơm tẻ và một nửa đĩa cơm nếp mình nấu ở đây mình để cho nó nguội rồi mình có hai quả trứng gà một củ cà rốt và một quả dưa chuột một túi xúc xích thì mình sẽ mua cái loại nhỏ nhỏ như thế này để chỉ cần trẻ đôi thôi, không cần trẻ nhiều. Và mình xúc ra đây 50 g bột chiên giòn, còn nếu thiếu nữa thì mình lại cho thêm à bột chiên xù nữa. Với lại mình có một ít cái bánh mì đấy, mình nướng giòn đây rồi lát nữa mình xay cùng với bột chiên xù này để mình tẩm mình dán mình có một uh, muỗng nước mắm rồi là các loại gia vị nữa ví dụ như là dầu ăn uh, hoặc là gia vị bột canh mì chính nữa thì mình chuẩn bị thêm bây giờ mình sẽ đi mình sơ chế từng nguyên liệu một nhé trước hết là mình sẽ đi mình chẻ cái uh, củ cà rốt này ra mình đo cho nó vừa cái chiều của cái lá rong biển này rồi mình sẽ chẻ dọc ra mình lấy hai cái phần giữa của cái củ cà rốt. Mình sẽ cắt làm bốn cái miếng dài. Miếng dài như thế này. Để mình sẽ cuốn bốn cái lá rong biển. Nghĩa là chiều dài thì mình lấy chiều dài của cả cái củ cà rốt này. Thế còn chiều ngang với lại rộng ấy thì là bằng khoảng cái ngón tay tầm gần 1 cm thôi với lại cái quả dưa chuột này nữa thì mình cũng trẻ như thế tuy nhiên là cái quả dưa chuột này thì mình sẽ bỏ cái phần ruột ra vì cái ruột của nó sẽ nhũn mình chỉ lấy cái thành của cái quả dưa chuột này thì nó sẽ rất là giòn mình cũng lấy bốn cái thanh dưa chuột như thế này à, giống như là bốn cái thanh cà rốt đấy Bây giờ thì mình sẽ đi mình cắt cái xúc xích nhá. Mỗi một cái xúc xích này thì mình chỉ chẻ đôi thôi và mình nối vào nữa là nó thành một cái chiều dài của cái lá rong biển rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái máy xay sinh tố ra, mình xay nhỏ hết cái bột chiên xù này với lại cái miếng bánh mì nhé. À, nếu như để nguyên như thế này thì tẩm vào chiên cũng được nhưng mà trong quá trình chiên đấy thì nó rời ra, ấy. nó rơi ra thì nó hay bị cháy cho nên là mình xay nhỏ như thế này thì lát nữa mình tẩm vào cái lăn vào cái miếng cơm cuộn đấy thì nó dính đều lên, ấy. nó bám đều lên cái miếng cơm cuộn đấy thì mình khi mình chiên nó sẽ không bị cháy. Bây giờ xay xong cái bột chiên xù với lại bánh mì rồi thì mình sẽ trộn lẫn với nhau và mình đổ ra cái đĩa này. Tiếp đến mình sẽ cho toàn bộ cái miếng cái thanh cà rốt mà mình vừa mới chẻ xong đấy Mình cho nên mình luộc nhá Luộc nó ở cái tầm gần chín ấy, thì khi mình chiên lên ăn nó sẽ rất là giòn mà nó ngọt nữa Trong quá trình luộc như thế này đấy thì mình cho một chút muối vào cho nó vừa vào miếng cà rốt Tiếp đến thì mình sẽ đập hai quả trứng ra đây cho một xíu bột canh vào đây rồi mình sẽ cho lên chảo mình dán lên mình dán mỏng lên để lát nữa mình cũng lại cắt thành những các cái dải trứng mỏng ấy để mình xếp lên mình cuộn cơm. Đây trứng mình chia dán đã chín rồi đây mình sẽ gấp nó ra cái đĩa này. Trứng còn đang nóng thì mình đeo găng tay và rồi mình sẽ cắt nó ra mình cũng chia thành bốn miếng trứng. Như vậy là cái nhân để cuốn vào cái cơm rong biển đấy thì mình chuẩn bị hôm nay đơn giản thôi Chỉ có xúc xích này, dưa chuột, cà rốt và trứng Các bạn có thể biến tấu thành rất nhiều loại Ví dụ như cá hồi này, ức gà này, rồi là thanh cua chẳng hạn Bây giờ là bắt đầu mình sẽ đi mình trộn cơm này Cơm tẻ này mình Cơm nếp này mình đổ vào cái tô này Mình cho một tí nước mắm và một ít dầu ăn Các bạn có dầu mè Thì các bạn cho dầu mè vào thì nó thơm à, Nhà mình không có dầu mè Thì mình cho một chút cái dầu lạc này vào Nó cũng rất là thơm ạ à, Và mình cho một ít cái lạc giang nhé Lạc giang Mình rang chín mình dã nhỏ Hoặc các bạn có cái vừng ý Hạt vừng ấy thì à, Các bạn giang lên rắc vào đây Cũng được cho nó thơm ý. À, Khi ăn thì nó nếp bếp nó rất là ngon rồi tiếp đến thì mình sẽ trải một cái giấy bạc ra cái thớt này rồi mình đặt cái miếng rong biển lên trên mình đặt cái phần giáp lên trên nhé phần nhẵn thì để xuống dưới cái phần giáp này mình để lên trên thì nó sẽ miết và thức ăn nó sẽ bám hơn ạ sau đó thì mình sẽ chia chỗ này ra làm bốn phần cơm và mình dàn nó ra cái lá rong biển này mình chỉ dàn ở một nửa non của cái lá thôi thì khi lát nữa mình cuộn thì nó sẽ tròn đều cái lá. Mình dàn cho nó mỏng ra đều ở cái một một nửa non cái phần lá rong biển này. Rồi mình sẽ xếp tất cả các loại nhân mình chuẩn bị đấy xếp vào giữa cái chỗ cơm này, cà rốt này, dưa chuột, một miếng trứng và hai miếng xúc xích. Sau đó mình cầm cái mép của cái lá rong biển bên ngoài là một cái giấy bạc à, mình nhẹ nhàng mình cuốn lại ở cái mép đầu của cái rong biển này thì mình sẽ vừa cuộn vừa nắm chặt cái tay lại chắc cái tay lại để cho nó bám ở đây thì sau đó mình sẽ thả cái giấy bạc ra và mình cứ thế mình tiếp tục mình cuộn thôi thế là mình đã được một cái gói cơm cuộn rong biển đây rồi không hề bị vỡ không hề bị rách lá tí nào các bạn ạ À, mình sẽ tiếp tục làm như thế cho đến hết cái số phần nhân này là bốn cái tấm lá rong biển thì là sẽ được bốn cái miếng cơm cuộn rong biển. Các bạn ấy có cái miếng che đấy thì các bạn ấy đặt lên nó cứng ấy, thì cuộn nó cũng chặt tay nhưng mà hôm nay đấy à, nói thật với các bạn là lần đầu tiên là mình làm món cơm cuộn rong biển này đấy à, mình cuộn vào cái giấy bạc này mình thấy nó cũng đơn giản mà bình thường thì mọi người chỉ cuốn với cơm tẻ thôi cơm gạo trắng ấy nhưng mà hôm nay thì mình lại cho thêm một chút cơm nếp vào đây mình thấy nó thơm nhá nó dẻo mà nó rất là ngon thế là mình lại cho thêm một tí cơm nếp vào đây mình cứ tiếp tục cuộn như thế này cho hết chỗ cơm này với chỗ nhân ở giữa này Và như vậy là mình đã cuốn xong được 4 cái cơm cuộn rong biển đây rồi Khi cuộn xong thì mình sẽ cắt cho nó hai cái đầu nó cho nó bằng nhau nhé Để cho nó khi lát nữa mình chiên đấy nó đỡ bị cháy Đây các bạn thấy chưa Không có một cái nào bị vỡ hoặc là bị rách lá nhá Nhìn cũng đã thấy bắt đầu thấy hấp dẫn ngon rồi đấy ạ bây giờ đến công đoạn là mình sẽ lăn qua cái miếng cơm cuộn rong biển này qua trứng, qua bột chiên giòn và bột chiên xù để mình cho lên bếp mình chiên thì mình sẽ đập trứng ra đánh đều lên rồi mình sẽ cho vào mình thấm quét lên cái miếng cơm cuộn rong biển này cho nó thấm ướt một lượt này, để sau đó mình lăn qua cái bột chiên giòn trước để cho nó bám đều cái bột chiên giòn lên cái miếng cơm cuộn rong biển này. Sau đó mình lại cho thấm lên một lần trứng nữa để cho nó bám chặt vào cái cái cái, cái, cái vỏ của cái rong biển này. Rồi mình lại lăn thêm một lần qua cái bột chiên giòn nữa. Như vậy là mình lăn hai lần qua bột chiên giòn. Đấy, mình sẽ bốc lên mình cho nó thấm đều vào cái rong biển này rồi mình lại cho nó thêm một lần trứng nữa thì là như vậy là ba lần trứng và hai lần bột chiên giòn khi đã thấm xong cái lần trứng thứ ba này rồi thì mình sẽ lăn qua cái đĩa bột chiên xù này đấy Mình cho nó vào cái đĩa bột chiên xù này rồi mình cũng lăn cho nó thấm đều hết cái bột vào cái miếng cơm cuộn rong biển này rồi mình sẽ làm tiếp tục làm như thế cho nó hết bốn cái miếng cơm cuộn rong biển rồi mình đặt chảo lên bếp để mình chiên Làm cái món cơm cuộn rong biển này nó cũng có rất là nhiều cái tiện dụng với các bạn ạ à. À, nó có lương thực nhá là cơm này rồi là rau củ quả này ví dụ như là cà rốt với lại dưa chuột đấy là rau củ quả rồi là protein thì trứng mới lại xúc xích rồi các bạn có thể cho thêm một số những các cái thức ăn nữa vào đây thì nó rất là tiện khi mà các bạn đi picnic hoặc là đi chơi đâu xa đấy mình làm những cái này lên thì nó đủ đầy đủ bây giờ mình cho dầu vào chảo mình cho thật sôi lên nhé sau đó là mình sẽ thả cái miếng cơm cuộn rong biển này vào mình chiên rồi trong quá trình chiên thì mình đun nhỏ lửa để cho nó chín cả vào bên trong nữa và nó vàng ở bên ngoài nữa thì mình lật lên như vậy là cái mẻ cơm cuộn rong biển này của mình đã chín vàng rồi đây mình sẽ gấp nó ra cái đĩa này wow nhìn đã thấy hấp dẫn quá rồi ạ mình sẽ đeo găng tay vào và mình thái nó vẫn còn hơi đang nóng ấy. khi chiên xong thì cơm cuộn rong biển này có màu vàng đẹp mắt Vị giòn của lớp bột chiên xù bên ngoài kết hợp cùng với các nguyên liệu cuộn bên trong ấy đã mang đến cho người thưởng thức một món ăn rất là độc đáo và lạ miệng. Cái cơm cuộn rong biển này khi các bạn ăn đấy thì các bạn chấm với sốt mayonnaise, tương ớt hoặc có thể ăn với lại củ cải muối chua hoặc là kim chi đều rất là ngon. Với cơm cuộn rong biển bình thường các bạn có thể ăn khi nóng mới chiên xong cũng ngon hoặc là ăn nguội cũng được. Nhưng riêng cái cơm cuộn rong biển chiên xù này thì phải ăn khi nóng thì mới thấy nó có độ thơm của và giòn của cái bột chiên xù bên ngoài này và tất cả các thức ăn ở bên trong ấy thì nó chín này mềm dẻo và rất là thơm nữa. Ngày nay thì món rong biển đã không còn xa lạ với mọi người nữa. Được chế biến với rất là nhiều món ăn Ví dụ như là cơm cuộn rong biển bình thường này Cơm cuộn rong biển chiên xù này Rồi là canh rong biển nấu với thịt nạc Nấu ngao, nấu hạt sen Hoặc là salad rong biển Hoặc các loại bánh làm với rong biển Hôm nay là lần đầu tiên mình làm món cơm cuộn rong biển chiên xù Cho nên là mình làm nó vẫn hơi bị lệch ý Mình cuộn nó hơi lệch Lẽ ra là cơm là phải ở xung quanh đều xung quanh và tất cả các loại nhân là nằm trọn ở giữa nhưng mà mình cuộn nó hơi lệch một chút bây giờ mình mời các bạn cùng ăn thử nhé từng khoanh cơm cuộn rong biển chiên xù giòn rụm trông thật là hấp dẫn lớp vỏ rong biển bên ngoài áo màu vàng ươm à, vàng của bột chiên xù cùng với trứng gà cơm và các loại rau củ thức ăn ở bên trong thì vẫn còn mềm không bị khô một tí nào Mùi vị thì rất thơm và hấp dẫn. Đây là món ăn vặt được các bạn trẻ rất là yêu thích. Video của mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới nhé. Và nếu có góp ý hay thắc mắc thì xin hãy để lại bình luận để mình cải thiện hơn nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.